Chào các bạn Vậy là Hồng Xiêm đã sắp sửa được thu hoạch các bạn Khoảng tầm đến tháng 11, tháng 12 âm lịch ấy, là bắt đầu Hồng Xiêm xoài là được thu hoạch các bạn nhé Nó bắt đầu già đấy Thì video hôm nay mình giới thiệu đến các bạn là cách bón thúc để cho trái to và đẹp mã các bạn nhé thời điểm này thì trái vẫn còn non các bạn thì các bạn bón bằng lân vi lượng đầu trâu các bạn hồng xiêm xoài thì các bạn nên bón một loại lân này thôi các bạn một loại lân vi lượng này thôi không nên không cần phải bón thêm một cái loại nào khác các bạn vì là cái hồng xiêm xoài này nó rất là nhạy cảm các bạn nhé và các bạn cũng lưu ý cho mình là khi trái nó đã to như này nó rất dễ, dễ bị lứt trái các bạn vậy chúng ta bón một lượng vừa phải thôi nhé không nên bón nhiều quá các bạn đấy mà mỗi gốc các bạn có thể bón thêm khoảng tầm một đến hai lạng thôi chúng ta không bón cũng được mà các bạn bón như này để tác dụng của nó làm trái nó đẹp thôi các bạn to và đẹp hồng xiêm xoài này thì các bạn cứ dùng một loại lân vi lượng đầu trâu này cho mình thôi và kết hợp với lại phân chuồng hoai mục và đất đẹp các bạn bón vào cụ vào gốc cho mình chỉ cần ba cái loại đấy là cây hồng xiêm xoài rất là sai các bạn nhé không cần phải bón thêm một cái loại à, lân đạm nào khác cả các bạn các bạn lưu ý cho mình là bón lần này là để cho nó căng trái to trái và đẹp mã thì các bạn à, bón ít thôi nhé ta không nên bón nhiều chú ý cho mình bón nhiều là nó gây ra cái hiện tượng nứt trái các bạn và chúng ta cứ rắc bình thường các bạn không cần phải hòa ra nước tưới đâu các bạn rắc này để cho nó ngấm từ từ xuống đất thì nó đảm bảo cho trái hơn các bạn không bị tránh bị nứt trái các bạn nhé xiêm xoài này nó rất nhạy cảm nếu chúng ta bón nhiều quá là nó gây ra Đứt trái rồi các bạn và mùa này thì các bạn lưu ý cho mình uh, chuẩn bị ruồi vàng nó bắt đầu nó châm trái hồng xiêm đấy gây hại đấy các bạn thì bạn nào có điều kiện các bạn bọc được bao nặng thịt uh, càng tốt các bạn nhé một trái hồng xiêm xoài này nó cũng gần bằng mấy giá tiền một trái ổi các bạn nếu mà chúng ta bao được vào thì rất là tốt mã rất là đẹp các bạn bao trái thì chúng ta buộc nó vào xong rồi cắt đôi đầu bằng cái túi ni lông cứng cắt giấy đít các bạn mình có video hướng dẫn các bạn bao trái ối người ta còn bao được hướng chi là hồng xiêm xoài này các bạn cố gắng bao được thì càng đẹp các bạn nhé. Và các bạn lưu ý cho mình là khi mà trái nó đủ độ già thì các bạn nên thu hoạch một loạt nhé. Không nên để nhé các bạn. Qua Tết là mùa mưa dầm đấy là hiện tượng sượng trái nó rất là mạnh các bạn. Chúng ta cố gắng nên thu hoạch hết những trái già đồng loạt các bạn. Và nó già một lượng vừa phải thì chúng ta thu hoạch nhé các bạn nhé. Không nên để già quá các bạn nhé. Già quá nó cũng gây ra um, sợ trái đấy các bạn. Video của mình uh, giới thiệu đến các bạn uh, cách bón thúc cho cây hồng xiêm xoài. Khi mà quả đã trưởng thành đến đây là hết rồi. Các bạn uh, xem video của mình thấy hay thì like và đăng ký ủng hộ kênh mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video lần sau.